Vâng, xin chào tất cả các bạn. Các bạn vừa xem xong video tàng hình của Thế Tâm, các bạn cảm thấy như thế nào? Có hay không nào? Có thú vị không nào? Và để làm ra được cái video như thế này thì nó rất là dễ. Thế Tâm bảo đảm ai cũng có thể làm được. Chỉ cần các bạn chịu xem cái video này là các bạn có thể làm được một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu bạn nào có ý định làm một cái video như thế này để cho bạn bè và người thân của mình xem để giải trí, thì ngay bây giờ đây Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết và dễ hiểu để các bạn có được một cái video giống như Thế Tâm. Nào, bây giờ không nói dòng dòng xàm xàm nữa, xin mời các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Xin mời. Và bước đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị một cái video như thế này. Các bạn có thể lấy một cái mền hay là cái màn, hay thậm chí là một cái mùng. Xong các bạn quăng ra ngoài đường. Đó, rồi các bạn lấy điện thoại, các bạn quay lại. Dưới cái nắng 40 độ, các bạn quắn khắp kín người như vậy. Rồi các bạn nhảy múa tưng tưng, cười nói này nọ, giống như mới được trúng số vậy đó. Còn ai nhìn hay là cười nói gì thì kệ người ta. Đơn giản như vậy là ok. Ok, và ở bước đầu tiên các bạn mở phần mềm KaiSmarter lên. Nếu bạn nào chưa biết cách tải và sử dụng phần mềm này thì hãy xem video hướng dẫn của Thế Tâm để các bạn biết cách tải và sử dụng cơ bản phần mềm này. Và sau khi các bạn đã tải xong thì chúng ta sẽ mở phần mềm này lên. Tiếp tục chúng ta nhấn vào đây để chọn một cái dự án mới. Bạn chọn 169. Ok, và đây là giao diện rất là quen thuộc. Bước tiếp theo chúng ta bấm vào cái phương tiện nè. Chúng ta chọn video lúc nãy đây. Ok. Xong, các bạn kéo qua. Chúng ta cần chụp lại một cái tấm hình như thế này. Các bạn nhấp vào đây. Các bạn nhấp vào ghi hình và lưu lại. Xong, và bước tiếp theo, các bạn nhấp vào video nè. Các bạn xóa nó đi. Đó, chúng ta quay về vị trí ban đầu. Tiếp tục các bạn nhấp vào phương tiện. Các bạn chọn tấm hình lúc nãy chúng ta vừa mới chụp nè. Ok. Đây là tấm hình lúc nãy chúng ta vừa mới chụp. Xong, bước tiếp theo các bạn nhấp vào lớp nè. Tiếp tục các bạn nhấp vào phương tiện. Các bạn lấy cái video lúc nãy ra một lần nữa. Đó, như thế này. Xong rồi các bạn nhấp vào cái ô vuông nè. Các bạn nhấp vào cái ô bên đây cho nó full màn hình luôn. Ok. Bước tiếp theo chúng ta cần kéo cái video ra cho nó dài bằng cái tấm hình ở dưới này. Đó, các bạn nhấp vào cái video nè. Nắm đầu nó lôi ra. Rồi maximum luôn. Đó. Bây giờ chúng ta làm đến đoạn này thì chúng ta cắt bỏ cái dư thừa. Ok. Phân chia tại đầu phát. Cho nó vô thùng rác. Tấm hình này cũng vậy luôn. Cắt luôn. Cho nó vô thùng rác luôn. Ok. Bước tiếp theo, các bạn nhấp vào cái video nè. Chúng ta sẽ xóa cái phông xanh này cho nó. Các bạn kéo xuống cái phần bên đây. Ngay cái phím Choma nè, các bạn nhấp vào. Xong các bạn bật chỗ này lên. Xong rồi các bạn nhấp vào cái chỗ màu phím nè. Nếu như các bạn dùng cái tấm mền này màu nào thì các bạn chọn màu đó để chúng ta xóa cái màu. Đó, ví dụ như của Thế Tâm là màu xanh lá cây thì Thế Tâm sẽ nhấp vào đây, chọn đúng cái màu xanh lá cây. Ok. Xong, tiếp tục nhấp vào hiển thị mặt nạ. Đó, để chúng ta dễ làm việc. Bây giờ các bạn sẽ đẩy cái thanh này lên. Ok. Xong, đẩy cái thanh này xuống. Đây, cái phần màu đen này là cái phần cái áo của chúng ta. Đây là phần chúng ta bỏ, cho nên chúng ta làm sao cho nó thành màu đen như vậy là ok. Còn những phần khác chúng ta lấy là nó màu trắng như thế này. Còn những cái đốm đen này do một số cái lá cây nó có cùng màu xanh lá cây cho nên nó cũng bị xóa luôn. Xong các bạn nhấp vào hiển thị mặt nạ nè. Đó, ok chưa? Chúng ta nhấp vào, ok.
còn lại có cái nón kết không à, mất tiêu cái đầu luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo về. Các bạn thấy cái viền màu xanh này nó còn hơi xanh xanh nè, nó chưa có sạch lắm. Các bạn nhấp vào đây. Xong, chúng ta kéo xuống. Phím Choma nè, các bạn nhấp vô. Các bạn sẽ hạ cái thanh này xuống chút xíu. Đó. Và chúng ta sẽ đẩy ở dưới này lên. Đó, các bạn thấy cái viền nó mắc rồi đúng không? Ok. Và chúng ta xem nó mặc vô nè. Ở dưới này nó còn lú chân và nó còn chưa có được đẹp lắm. Cho nên bây giờ bước tiếp theo, các bạn sẽ nhấp vào cái phần lớp nè. Tiếp tục các bạn nhấp vào phương tiện nè. Các bạn chọn tiếp cái tấm ảnh lúc nãy. Đây. Xong các bạn nhấp vào cái ô vuông này. Tiếp tục các bạn nhấp ở dưới này để chúng ta lấy cái phần nửa ở dưới thôi. Nhấp vào đây. Đó. Bạn ok. Bây giờ các bạn sẽ xem khi mặc áo vô ngay cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ bỏ cái tấm hình xích lại. Đó, ví dụ như ngay cái điểm này. Khi vừa khoác áo vô. Đó. Các bạn đẩy cái này tới. Đó, ok chưa? Vừa phát áo vô là không thấy cái bàn chân, bàn giò gì hết. Đây. Đó. Đỉnh chưa? Vãi chưa? Đó, tiếp tục chúng ta kéo dài ra. Kéo dài tấm hình ra cho nó bằng cái dưới này luôn. Xong việc tiếp theo bây giờ chúng ta chỉ việc thêm âm thanh này kia vào thôi. Ok. Kéo sát lại đầu luôn. Đó, nếu như các bạn muốn có hiệu ứng tiếng này tiếng nọ giống như Thế Tâm thì các bạn chỉ việc tải cái hiệu ứng về và các bạn bỏ vào thôi. Đó. Ngay điểm nào chúng ta muốn cái tiếng gì chúng ta bỏ vào tiếng đó. Ok, và sau khi các bạn đã lồng âm thanh hiệu ứng các thứ xong xuôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái thành quả của chúng ta nào. Ok. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!